Trước đang lang thang trên Shopee xem có cái gì rẻ để review cho anh em thì gặp một cái loa của bên cho Smart này có cái thiết kế khá là lạ, trông y như một cái móc khóa các bạn ạ. Nên là mình đã làm luôn một em về để review thử xem là cái tính năng của nó với cả nó dùng cho cái mục đích gì, vì ngoài vì cái thiết kế của nó khá là lạ mà giá thành thì nếu mà ốp mã vào đâu đó tầm khoảng 500 thì cũng có vẻ là dễ tiếp cận đấy các bạn ạ. Và em nó đây các bạn nhá. À, xin chào các bạn. Không biết là cái thiết kế của con này thì nó sẽ sử dụng cho mục đích gì phù hợp. Mình thấy nó có cái thiết kế như này thì chắc nó phù hợp với việc là dã ngoại nhiều hơn. Và đi nguyên đai nguyên kiện của nó em nói đây các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó như thế nào. Ai ba, đây các bạn này. Hộp phía ngoài chúng ta có tên logo cho Mark này. Và cái thiết kế nhìn cái là nhìn đúng của em nó luôn các bạn. Giống hệt một cái móc khóa với cái nút cơ bản này. Con này là Merton H1 Portable Outdoor Speaker các bạn này. Pin của nó đến 20 giờ luôn. Con này có hai phiên bản là màu đen và màu xanh các bạn, không biết phiên bản của mình là phiên bản màu gì. Và nó là bản di động phía ngoài nên là có chuẩn IP số chống nước là bình thường này, có cả áo laser là stereo, pin 20 giờ. Đấy, và chúng ta sẽ xem bên trong cụ thể nó như nào các bạn nhé. Đấy, em nó đây này các bạn này. Ui, chuẩn một cái móc khóa luôn. Cầm trên tay rất là đầm các bạn ạ. Và thiết kế kiểu nó gọn, gọn tay và cầm nó cũng dễ các bạn nhé. Treo như mà treo một cái khóa này. Đấy, cái phần mặt lưới của nó nhìn ra cũng rất đẹp. Cái móc này, cái móc treo của chúng ta đây các bạn này. Đấy, lẩy ra phết và nó cứng cáp lắm các bạn nhé, nó không cần cảm giác nó không yếu đâu. Mặt sau thì nhà những cái thông tin cơ bản của hãng thôi. Chủ yếu nó cầm trên tay nó mới sướng sướng các bạn ạ. Qua cái hình thức thì mình không rõ lắm đâu nhưng sờ bên tay rất là sướng. Mặt nhựa nhẵn, mịn và cảm giác nó gia công rất là xịn sò chứ không phải lởm đâu các bạn ạ, mặc dù là có 500k thôi. Nhất là cái phần móc khóa này nó rất là sâu để chúng ta có thể gài được rất là nhiều cái công cụ khác nhau này. Chuẩn tai si sạc phía dưới này, logo cho Mark với các ba nút cơ bản vì con này nó nhỏ nên chỉ có từng đây nút thôi. Và cái nút bật nguồn nhìn nó xịn lắm các bạn ạ, cầm trên tay nó rất là đầm nhá, sướng rất là sướng. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử để xem nó như nào nhá. To mồm phết đấy các bạn ạ. Loa đầy luôn này các bạn này. Chúng ta sẽ thử xem sao nhá. Đây các bạn nha, chúng ta sẽ cùng nhau thử với mức âm lượng mình thấy ở đây nó cũng vừa phải này. Đấy, mức thấp thôi các bạn nha, thử này. Ôi bé tí nhưng mà mồm to thôi rồi các bạn này. Con này rất to mồm nha. Phải nói là con này to mồm thật các bạn ạ, nó bé xíu thôi nhưng mà bây giờ độ gây ồn của nó thì đừng hỏi luôn các bạn ạ. Rất là tiện lợi cho những anh em nào mà đi học này, nhỏ gọn mà muốn mang theo mà không cảm thấy lặng. Con này đi tập thể dục thì có vẻ như nó hơi lặng một tí nhưng mà nếu mà đi du lịch thì rất là ổn luôn các bạn ạ. Cầm theo nó không vướng víu mà lại tiện, âm thanh thì to. Thì có vẻ như là nó không không quá êm, nó hơi xè xè, mình cảm thấy nó hơi bị rung một tí. Nhưng mà vì nó loa này nó hơi nhỏ các bạn nên cảm giác nó hơi bị rung một tí, nó không được chắc tiếng lắm. Thế nhưng mà một con bé xíu như này thì không thể đòi hỏi nhiều như thế được, và với giá của nó chỉ có 500k thì chúng ta phải chấp nhận những cái điều ấy thôi. Mình sẽ mà thử một bài khác nha. Ấy, êm phết phải không các bạn? Mặc dù là không thể nghe dài được vì bị đánh bản quyền nhưng mà các bạn có thể thấy là khi mà nghe nhạc trữ tình ấy, nó cũng đáp ứng rất là tốt luôn các bạn ạ. Ui giời, không ngờ con bé xíu này lại hay thế. Bên trong thì em nó còn thêm một cái phụ kiện nữa thôi, đó chính là một cái dây sạc này các bạn này. Ngoài ra là hết rồi, chỉ có cái loa không thôi. Nhưng mà con này đúng là thật sự rất ấn tượng dành cho những anh em nào mà hay di chuyển nhưng mà là có tâm hồn yêu âm nhạc thì đương nhiên là con này nó là cái lựa chọn rất là phù hợp các bạn nhá. Ngoài ra thì em nó còn có thể điều khiển bằng cái phần mềm cho Mark này này. Đấy, khi các bạn cài vào thì tất cả những cái loa hỗ trợ sẽ có sẵn ở đây. Các bạn chỉ việc nhấn vào và nó sẽ tự động tìm ra con của các bạn. Đấy, nó sẽ báo dung lượng pin rồi vung âm lượng các kiểu các bạn nhé. Dùng một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương. Đấy. Hoặc là các bạn có thể chỉnh cái độ quay giờ đây.
Nói chung là rất là tiện lợi các bạn ạ. Chỉ có điều là con này nó không có led. Nó tiết kiệm chi phí hết cỡ nên là chúng ta không có led, nó chỉ điều khiển được cái phần âm lượng to nhỏ và led bài cùng với cả những cái lượng pin các bạn. Tóm lại là em nói là một trong cái lựa chọn mà rất là đáng xem xét để cho những anh em nào mà hay di chuyển với mức giá 500k mà như này là ổn đấy các bạn ạ.